chào mọi người. Hôm nay sẽ là video đầu tiên mà mình muốn làm để giới thiệu với mọi người về kênh YouTube mới của mình. Kênh YouTube của mình có tên là Little Candy. Để mình tâm sự một chút với mọi người nha, tại sao lý do mình chọn là Little Candy. Đơn giản là vì cả gia đình mình từ lớn tới nhỏ, từ chồng, vợ, con cái, tất cả đều có niềm đam mê mãnh liệt với lại kẹo. Rất là thích ăn kẹo luôn. Từ kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo dẻo, kẹo nghe, kẹo chocolate, kẹo cà phê, kẹo bông gòn, kẹo kéo. Thì nói chung là tất cả các loại kẹo đều rất là thích ăn. Thì mình nói vui vậy thôi, chứ ý nghĩa thật sự của cái tên Little Candy đó là bắt nguồn từ anh bạn người yêu nhỏ nhắn 4 tuổi của mình. Và cái anh bạn người yêu này nè, lúc nào cũng làm cho mình có cảm giác giống như là ảnh là một cái viên kẹo nhỏ, đem lại cho mình đủ thứ hương vị trong cuộc sống. Khi mà ảnh vui, ảnh dễ thương, ảnh nghe lời thì giống như là một viên kẹo ngọt. Còn khi mà ảnh không nghe lời, ảnh quậy quọ, chọc cho mình tức điên lên, làm cho mình cảm giác giống như là đang ăn phải cái viên kẹo cay độ 12 vậy đó. Dạ thì nói chung đó, kênh YouTube của mình sẽ mang hơi hướng về thiên về gia đình và trẻ em nhiều hơn. Bởi vì mình có con nít, thành ra mình rất muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm mà một người mẹ đang có. Bên cạnh đó thì đây cũng là nơi để mình có thể chia sẻ những cái câu chuyện xung quanh đời sống hàng ngày của mình, cũng như là những trải nghiệm mà mình có được trong những chuyến du lịch, cũng như là ẩm thực đến với mọi người gần xa. À, còn một điều nữa mà mình xém quên cũng rất là quan trọng, đó là giới thiệu bản thân của mình đến với mọi người. Thì mình tên là Thảo, và mình là một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, nhưng mà không phải là một nhà nội trợ tài ba nha. Thì mình phải xông pha ra ngoài xã hội để cùng với chồng kiếm tiền để lo cho gia đình nhỏ của mình. Cho nên á, một người mà mình cảm thấy biết ơn sâu sắc đó là mẹ của mình, bởi vì mẹ luôn hỗ trợ để làm sao cho mình trong việc chăm sóc con cái. Và hy vọng là nếu như mọi người có xem được cái vlog đầu tiên này của mình thì sẽ đón nhận mình như một thành viên mới trong đại gia đình vlog. Thì mình sẽ cố gắng làm ra nhiều video hơn với nhiều nội dung hay hơn để phục vụ, cũng như là không làm phụ lòng những bạn bè hay là những mọi người đã ủng hộ cũng như là yêu mến mình. Thì cuối cùng á, mình xin chúc cho mọi người luôn có được nhiều sức khỏe nè, may mắn an lành trong cuộc sống, và hẹn gặp lại mọi người ở vlog lần sau nha. Bye bye.